Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đối với mỗi tử tù, thời khắc trước giờ thi hành án là thời khắc đáng sợ nhất, bởi đó là thời khắc sinh ly tử biệt. Tội ác mà Nguyễn Đức Nghĩa gây ra trong giờ phút không thể kiểm soát được bản thân đã dẫn tới thảm kịch của gia đình nạn nhân và chính gia đình mình. Cái giá mà Nghĩa phải trả không đắt so với thảm án mà Nghĩa đã gây ra, nhưng để lại rất nhiều trăn trở và xót thương cho những người còn sống. Khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7, gia đình tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã làm lễ cầu nguyện, đọc kinh cho Nghĩa theo đúng phong tục của đạo Thiên Chúa Giáo tại quê nhà Hải Phòng. Theo quan sát của phóng viên, khi đưa di ảnh của Nguyễn Đức Nghĩa về đến nhà, thì ngay lập tức cánh cửa cổng đóng lại, khiến xe ô tô 4 chỗ cũng được bố trí để che khuất tầm nhìn vào trong nhà. Tiếp xúc được với chị Nguyễn Thị Mờ đi ra từ nhà tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, gạt nhanh giọt nước mắt, chị Mờ cho biết đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là nỗi lòng khốn khổ của người đang sống. Khi chị Chuân vẫn cố dặn dò linh hồn con trai, cha mẹ đặt tên con là Đức Nghĩa với mong muốn con sống nhân từ, nhưng nay con đã gây ra tội ác và trả giá. Mẹ đã tha thứ và con hãy yên nghỉ, mẹ yêu con. Tìm gặp một người hàng xóm thân thiết của gia đình Nghĩa, bà Nguyễn TH cho biết, những ngày mà Nghĩa ở trại giam chờ xét xử, mọi người trong gia đình Nghĩa dường như không còn muốn tiếp xúc với hầu hết mọi người, bất kể là hàng xóm hay phóng viên báo chí. Gia đình Nghĩa là một gia đình có học thức, nề nếp và luôn là tấm gương cho các hộ khác trong khu dân cư. Tuy nhiên từ ngày Nghĩa gây ra tội ác, cuộc sống của tất cả mọi người trong gia đình Nghĩa đều bị đảo lộn, ngôi nhà luôn khóa trái cửa im lìm. Nói về hoàn cảnh của gia đình Nghĩa, hàng xóm ai cũng xót thương, tiếc nuối khi bố mẹ thân sinh Giang Nghĩa từng là cán bộ nhà nước gương mẫu, tử tù này từng có thành tích học tập tốt, ngoan ngoãn. Ông Hùng, bố ruột Nghĩa, vốn là chủ tịch công đoàn của xí nghiệp 201, một người hiền lành, gần gũi, đã trở nên kín tiếng và e dè khi tiếp xúc với mọi người. Lúc nào cũng tất tả, đi đi về về trên chiếc xe máy cũ. Trong một lần lên Hà Nội, bố của Nghĩa đã bị tai nạn giao thông trên đường và tử vong. Còn bà Chuân sau khi liên tiếp phải chịu đựng những bất hạnh và chứng kiến bi kịch của chồng, của con mình mà không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu và khóc thương sự an bài của số phận. Bà đã chuyển lên Hà Nội, chấp nhận rời xa ngôi nhà bao nhiêu năm gắn bó để tiếp tục một cuộc sống mới, lẩn tránh mọi ánh nhìn của bà con chòm xóm. Chị Lê Thị Hát, 45 tuổi, hàng xóm gia đình Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, kể từ khi chồng mất vì tai nạn giao thông, bà Chuân đã lặng lẽ rời khỏi địa phương, đi đâu không ai biết. Có thể bà ấy lên sống với con gái trên Hà Nội. Được biết trước khi xảy ra biến cố của gia đình, mẹ Nghĩa đã nghỉ hưu tại xí nghiệp và ở nhà quán xuyến gia đình, tham gia hoạt động đoàn thể và luôn cởi mở với mọi người. Nhưng sau khi gia đình bà phải oằn mình gánh chịu liên tiếp những tin dữ, bà đã trở nên kín tiếng và ngại tiếp xúc với người ngoài. Theo lời nhận xét của một người hàng xóm, bà ấy chịu quá nhiều bất hạnh. Bà Chuân là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, biết cách dạy dỗ con cái và luôn hòa nhã với tất cả mọi người. Vậy mà cuộc sống quá cay nghiệt với bà ấy khi con trai lâm vào cảnh tù tội với tội ác giết người. Cảm thông với hoàn cảnh của người mẹ tử tù, bà này cho biết thêm, trong khu chẳng ai ngờ gia đình bà ấy sẽ tan nát như bây giờ. Nhiều lúc xót xa, khi lần nào bà ấy về nhà thì lại thấy bà ấy ngồi khóc một mình. Chúng tôi có an ủi, nhưng cũng chỉ được một phần nào. Mấy năm nay, mỗi dịp lễ Tết mà bà ấy về thì bà ấy đều đi cùng con cháu, cũng không ở lại lâu và không trang hoàng nhà cửa nữa, chỉ dọn dẹp sạch sẽ. Tội ác mà Nguyễn Đức Nghĩa gây ra trong giờ phút không thể kiểm soát bản thân đã dẫn tới thảm kịch của gia đình, nạn nhân và chính gia đình mình. Cái giá mà Nghĩa phải trả không đắt so với thảm án mà Nghĩa đã gây ra, nhưng để lại rất nhiều trăn trở và xót thương cho những người còn sống. Nhớ lại những ngày cuối đời của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, một cán bộ trại giam số 1 Công an Hà Nội cho rằng, có lẽ trung tuần tháng 7, Nghĩa đã linh cảm được bản thân sắp bị thi hành án tử, nên rất quậy. Vị cán bộ kể, từng nghe nhiều tử tù chia sẻ những câu chuyện cuối đời, trong đó có cả việc họ được người thân báo tin mật sắp đến ngày bị thi hành án qua những ám hiệu quy ước từ trước. Vì như hàng tuần, người thân tử tù ký gửi 5 quả táo hoặc 5 quả cam vào trại, nhưng bất chợt họ gửi có 4 quả, 4 ám hiệu là tứ tử. Không loại trừ Nguyễn Đức Nghĩa cũng nhận được ám hiệu tương tự từ gia đình. Còn về nguyên nhân tại sao người thân biết tin tử tù sắp bị thi hành án, quản giáo trại giam giải thích, theo quy định trước khi thi hành án tử hình,
thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người chấp hành án làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, gửi chánh án tòa án xét xử sơ thẩm, đề nghị giải quyết cho nhận tử thi của người chấp hành án để an táng. Sau khi xem xét đơn, trước ngày thi hành án, chánh án tòa án xét xử sơ thẩm sẽ thông báo bằng văn bản cho người có đơn đề nghị về việc cho nhận hoặc không cho nhận tử thi. Thời gian giam giữ chờ thi hành án, nghĩa cũng giống như các tử tù khác bị cùm một chân ngồi tại chỗ. Thứ sáu hàng tuần, cán bộ quản giáo sẽ tháo cùm, đổi khóa chân cho tử tù này. Sau bữa cơm tối, nghĩa được tháo cùm để đi lại trong buồng dưới sự giám sát của cán bộ trại giam và khoảng một giờ sau sẽ khóa chân trở lại. Sáng dậy, anh ta được cho ra ô thoáng tắm nắng. Mỗi lần có người vào thăm, trại tạm giam đều bố trí một phòng gặp riêng để nghĩa trò chuyện. Quy trình áp giải tử tù này khá nghiêm ngặt, anh ta luôn có bốn cảnh sát bảo vệ theo sát. Hai người kẹp tay, một người đi trước, người còn lại chặn sau phòng của nghĩa làm liều. Thời gian trò chuyện bằng điện thoại cố định với người thân qua phòng kính, cảnh sát luôn kiểm soát tình hình. Hỏi về đồ ăn ưa thích của Nguyễn Đức Nghĩa trong những tháng ngày cuối đời, cán bộ quản giáo bảo anh ta thích thú mỗi khi ăn chân gà luộc. Quản giáo trại giam kể, mẹ và chị gái của Nguyễn Đức Nghĩa vào thăm, ký gửi quà, tiền để mua thêm đồ ăn cho tử tù này khá đều đặn. Các buổi chiều, Nghĩa được quản giáo phát giấy bút để tự lên thực đơn bữa ăn ngày hôm sau, từ chính số tiền mà gia đình phạm nhân này gửi lại. Đồ ăn tử tù chọn sẽ được quản giáo tập hợp, chuyển tới bộ phận bếp để phục vụ kèm với đồ ăn của trại. Theo lời kể, vài ngày trước thời điểm bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa có diễn biến tâm lý bất thường, tâm trạng thay đổi, liên tục đập đầu vào tường, song sắt với ý định tự sát. Anh ta còn đánh cả bạn cùng phòng giam, buồng giam tử tù, thường có hai giường, hai bệ gạch xây cao làm chỗ ngủ, cách nhau 80cm. Bị cùm một chân nhưng Nghĩa vẫn xoay người để đánh bạn tù nằm giường bên cạnh, bóc cổ khiến anh này la hét. Để đảm bảo an toàn cho Nghĩa, vài ngày trước khi thi hành án tử hình, cán bộ trại giam số 1 đã chuyển tử tù này tới một buồng giam đặc biệt. Phòng giam này tứ bề được che kín bằng xốp và chăn bông để ngăn anh ta làm liều. Mấy ngày cuối đời, Nguyễn Đức Nghĩa liên tục bỏ bữa, chỉ ăn chút ít khi quản giáo động viên. Nhận xét về quãng thời gian tử tù này bị giam giữ tại đây, cán bộ này chia sẻ, Nghĩa chấp hành khá tốt nội quy trại và được đánh giá là người cục tính. Trong số những tử tù mà quản giáo Lê Trung Hà trông coi, có Nguyễn Đức Nghĩa. Ngay từ những ngày đầu mới bị bắt giam, anh là người được giao trông coi cho đến thời điểm hiện tại. Anh bảo ngày nào cũng vào trò chuyện với Nghĩa. Lần đầu gặp Nghĩa trong buồng giam, tôi không tin được cậu trai đeo kính cận dày cộp đang run lẩy bẩy chính là kẻ thủ ác mà báo chí và các phương tiện thông tin đã đăng tải trong suốt một thời gian dài về hành vi giết người dã man. Hôm đầu tiên gặp quản giáo, Nghĩa không nói được gì, chỉ ngồi cúi gằm mặt. Mang đồ ăn đến, Nghĩa cũng không chịu ăn, ban đêm cũng không chịu ngủ. Anh Hà nhớ lại. Nắm được tâm trạng của Nghĩa, anh Hà bảo khi vào đã không nhắc gì đến chuyện gây án mà chỉ vào nói chuyện để động viên. Anh nói rằng sự việc xảy ra như thế rồi, em cố gắng nghỉ ngơi và hợp tác với cán bộ điều tra. Nếu may mắn, sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nghe câu nói của anh Hà, Nghĩa khóc òa như một đứa trẻ. Vừa khóc, Nghĩa vừa mếu máo nói rằng thương bố mẹ đã cho mình ăn học, giờ gây ra tội lỗi thế này, không biết phải làm sao nữa. Anh Hà nói, hàng ngày Nghĩa bị cùm chân, khi đến giờ mới được cán bộ đưa đi lao động vệ sinh cá nhân. Cán bộ quản giáo cũng cho hay, để đảm bảo sức khỏe cho tử tù này, anh đều động viên để Nghĩa không bỏ bữa ăn. Nhiều lần trong buồng giam, Nghĩa tỏ ý định không muốn sống. Mỗi lần như vậy, anh Hà đều vào nói chuyện, động viên, đồng thời tăng cường kiểm tra, đề phòng trường hợp Nghĩa tự gây sát thương. Vài lần khi có mẹ và chị gái đến thăm, tinh thần của Nghĩa có khá hơn, nhưng chỉ được 1-2 ngày sau, tử tù này lại suy sụp. Đặc biệt khi biết mình phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán. Đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít, tới 2-3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư. Tâm sự với phóng viên, cán bộ quản giáo Lê Trung Hà bảo, điều khó nhất mà mỗi cán bộ quản giáo cần làm không phải là trông coi thể xác của phạm nhân, mà chính là nắm được phần hồn của họ. Làm sao chạm được vào góc tâm hồn mà họ đang cố giấu. Có như vậy mới là thành công. Lê Trung Hà được cử về công tác tại trại giam số 1 Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội từ năm 1995. Anh tâm sự, thời gian đầu mới vào trại giam hết sức bỡ ngỡ, vì ở đây toàn những phạm nhân gây trọng tội,
trong đó có nhiều tội phạm hết sức liều lĩnh nguy hiểm. Lúc này anh chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau nhiều năm công tác trong ngành, hiện tại, nam quản giáo 41 tuổi này đang được giao trông coi 28 tử tù, chờ đến ngày phán quyết vì những tội lỗi họ gây ra. Gần 8 giờ sáng hàng ngày, anh lại điểm danh các can phạm và người bị tạm giữ, nắm tình hình các buồng giam do mình quản lý và thực hiện công tác chỉ huy, tổ chức, đi cung, phục vụ, công tác tố tụng. Mỗi phạm nhân trong buồng giam là một câu chuyện đời, mỗi mảnh đời không ai giống ai. Là cán bộ quản giáo, không chỉ riêng tôi, các cán bộ khác cũng đều phải lắng nghe những suy nghĩ, nắm bắt được tư tưởng của họ để kịp thời khuyên giải, tránh để những phạm nhân bị kích động hoặc buồn bã mà dẫn tới những hành động tự làm tổn thương bản thân. Anh Hà chia sẻ. Đại úy Hà, một cán bộ quản giáo như một giáo viên tâm lý, công việc chính của họ không chỉ là trông coi phạm nhân mà còn phải cảm hóa, giáo dục tư tưởng. Với mỗi trường hợp cần có một giáo án riêng để phân giải nhằm tạo sự thân thiện, tin tưởng, để họ hợp tác với cơ quan điều tra, yên tâm cải tạo, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình. Nam quản giáo cũng cho biết trong trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội, ngoài số người có án, các bị án nằm trong các vụ chờ xét xử còn có người mang án tử hình. Khó khăn nhất chính là việc trông coi những phạm nhân bị tội tử hình vì tâm lý của họ rất bất ổn, sẵn sàng tự sát bất cứ lúc nào nếu không được trông coi cẩn thận, quản giáo Hà nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.